Y, hữu lậu, vô lậu, thế gian, xuất thế gian vân vân, hai pháp cũng như vậy. Lại nữa, vô minh là một bên, vô minh hết là một bên, cho đến già chết là một bên, già chết hết là một bên, các pháp có là một bên, các pháp không có là một bên, lìa hai bên ấy, hành theo trung đạo ấy là bát nhã ba la mật. Lược nói, sáu căn trong là một bên, sáu trần ngoài là một bên. Lìa hai bên ấy, hành theo trung đạo ấy là bát nhã ba la mật. Đây bát nhã ba la mật là một bên, đây chẳng phải bát nhã ba la mật là một bên, lìa hai bên ấy, hành theo trung đạo ấy là bát nhã ba la mật. Có hai môn như vậy nên nói rộng vô lượng tướng bát nhã ba la mật. Lại nữa, lìa có, lìa không, lìa chẳng có chẳng không, không rơi vào ngu si mà có thể tu hành thiện đạo ấy là tướng bát nhã ba la mật. Có ba môn như vậy, là tướng bát nhã ba la mật. Lại nữa tu Bồ Đề nói trong đây. Pháp ấy không có gì, không thể có được. Vì bát nhã ba la mật ấy không nên không có gì. Vì các lối quán thường, vô thường vân vân, tìm cầu không có tướng nhất định nên không thể có được. Lại nữa, không có gì trong đây tu Bồ Đề tự nói. Bát nhã ba la mật cho đến năm ba la mật kia không có gì, không thể thủ, không thể thọ, không thể đắm trước. Lại nữa, vì 18 không, nên 6 ba la mật không có gì, không thể có được. Thí như gió lớn phá tan đám mây, cũng như lửa lớn đốt cháy cỏ khô, cũng như kim cang báo tồi phá núi lớn. Các không cũng như vậy, hay phá các pháp. Sao gọi là bát nhã ba la mật? Bát nhã, Trung Hoa dịch là trí tuệ. Đệ nhất trong hết thảy trí tuệ, không trên, không gì bằng, lại không gì hơn, cùng tận bờ mé như giữa hết thảy chúng sanh, Phật là đệ nhất. Giữa hết thảy pháp Niết Bàn là đệ nhất. Giữa hết thảy chúng tăng, tỳ kheo tăng là đệ nhất. Hỏi, trước ông nói thật tướng các pháp là bát nhã ba la mật, đó là pháp vị, pháp trụ, dù có Phật không Phật, vẫn thường trú không khác, sao nay nói giữa các trí tuệ, bát nhã ba la mật là đệ nhất. Ví như giữa các pháp, Niết Bàn là đệ nhất. Đáp, pháp thế gian, hoặc có khi trong nhân nói quả, có khi trong quả nói nhân, không lỗi. Như nói người ăn ngày hết vài sấp vải, vải không thể ăn, nhưng nhân vải mà được ăn ấy gọi là trong nhân nói quả. Và như thấy bức vẽ đẹp nói khéo tay ấy gọi là trong quả nói nhân. Thật tướng các pháp sinh trí tuệ ấy là trong quả nói nhân. Lại nữa, Bồ Tát ấy vào pháp môn bất nhị. Khi ấy có thể tu hành đầy đủ bát nhã ba la mật, không phân biệt là nhân là quả, là duyên là trí, là trong là ngoài, là đây là kia vân vân, nghĩa là nhất tướng vô tướng. Vì vậy nên không nên vấn nạn. Lại nữa, có ba thứ trí tuệ thế gian. Một, sự xảo diệu thế tục hiểu rộng văn nghệ, nhân, trí, lễ kính vân vân. Hai, trí tuệ lìa dục sinh, nghĩa là lìa cõi dục cho đến vô sở hữu xứ. Ba, trí tuệ xuất thế gian, đó là trí tuệ của hàng thanh văn, bích chi Phật lìa ngã, ngã sở, các lậu hoặc sạch hết. Bát nhã ba la mật là tối thù thắng, rốt ráo thanh tịnh, vì không nhiễm trước, vì lợi ích hết thảy chúng sanh. Trí tuệ thanh văn, bích chi Phật tuy sạch hết lậu hoặc nên được thanh tịnh nhưng không có tâm đại từ bi, không thể lợi ích hết thảy chúng sanh, nên không bằng, huống gì trí tuệ thế tục cấu, bất tịnh giả dối. Ba thứ trí tuệ trên không bằng trí tuệ này, gọi là bát nhã ba la mật. Lại nữa, trí tuệ này vì độ chúng sanh, vì cầu Phật đạo. Thọ tưởng, hành, thức tương ưng với trí tuệ này, và thân nghiệp khẩu nghiệp từ trí tuệ khởi lên, và các tâm bất tương ưng hành như sinh, trụ vân vân, các pháp ấy hòa hợp gọi là ba la mật. Trong các ba la mật ấy, phần trí tuệ nhiều nên gọi là bát nhã ba la mật, phần niệm định nhiều nên gọi là thiền ba la mật, nghĩa các ba la mật khác cũng như vậy. Có vô lượng nhân duyên như vậy nên gọi là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật ấy là của ai? Trong đệ nhất nghĩa. Nghĩa tuyệt đối, không có kẻ biết, kẻ thấy, kẻ được. Hết thảy pháp không ta, không của ta, các pháp chỉ là không, do nhân duyên hòa hợp tương tục phát sinh, nếu như vậy thời bát nhã thuộc về ai? Phật pháp có hai thứ. Một, thế đế. Hai, đệ nhất nghĩa đế. Theo thế đế thì bát nhã ba la mật thuộc Bồ Tát, người phàm phu có nhiều tội lỗi, không thanh tịnh nên bát nhã không thuộc phàm phu. Bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh, phàm phu không ưa, như ruồi ưa ở chỗ nhơ nhấp, không ưa hoa sen. Người phàm phu tuy có lìa dục song vì tâm chấp tôi, ta, đắm theo pháp lìa dục nên không ưa bát nhã ba la mật.
Thanh văn, Bích Chi Phật tuy ưa thích Bát Nhã Ba La Mật song không có tâm từ bi sâu xa, rất chán thế gian, một lòng hướng thẳng Niết Bàn, cho nên không thể đầy đủ được Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật này, khi Bồ Tát thành Phật đổi gọi là trí nhất thiết chủng, hoặc nhất thiết trí trí ND. Chấm. Vì vậy nên Bát Nhã không thuộc Phật, không thuộc Thanh Văn, Bích Chi Phật không thuộc Phàm Phu, chỉ thuộc Bồ Tát. Hỏi. Trong kinh này thường nói năm uẩn trước, nói trí nhất thiết chủng sau, sao nay trước nói đến sáu ba la mật? Đáp. Xá Lợi Phất hỏi tu Bồ Đề nghĩa không có gì? Năm uẩn dùng các nhân duyên quán, cưỡng làm cho nó không có gì, khó hiểu. Bát Nhã Ba La Mật tức là không có gì, dễ hiểu. Thí như mặt trăng trong nước dễ rõ nó là không, còn mặt trăng trên trời khó làm cho nó không có gì. Năm Ba La Mật cùng Bát Nhã Ba La Mật đồng tên đồng sự, cho nên tiếp tục nói năm Ba La Mật, vậy sau tiếp tục nói năm uẩn, cho đến trí nhất thiết chủng không có gì, không thể có được. Bồ Tát vào môn này, quán thật tướng các pháp mà không hãi không sợ, nên biết Bồ Tát không lìa Bát Nhã Ba La Mật. Không lìa là thường tập hành Bát Nhã Ba La Mật không hư luống, chắc chắn có quả báo. Trong đây tu Bồ Đề tự nói nhân duyên không lìa, đó là sắc lìa tánh sắc, trong sắc không có tướng sắc, hư dối, không có gì. Bồ Tát biết được như vậy, không lìa trí tuệ thật cho đến thật tế cũng như vậy. Bồ Tát hành được đạo không chướng ngại ấy, được đến trí nhất thiết chủng, vì hết thảy pháp không sinh không xuất vậy. Xá Lợi Phất hỏi tu Bồ Đề, thế nào là hết thảy pháp không sinh? Tu Bồ Đề đáp, sắc tướng sắc không, cho nên sắc không sinh không thành tựu, cho đến thật tế cũng như vậy. Nếu Bồ Tát hành được như vậy là thanh tịnh đệ nhất, không trên, không gì so sánh, tạm gần trí nhất thiết chủng. Tạm gần trí nhất thiết chủng nên tâm không sinh ta kiến phiền não hí luận, liền được tâm thanh tịnh. Quả báo tâm thanh tịnh nên được thân. Thanh tịnh 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, trang nghiêm thân. Được ba thứ thanh tịnh nên phá các pháp chấp thủ tướng hư dối, thọ pháp tánh sanh thân, tức là thường được hóa sinh, không ở bào thai. Hỏi, nếu có sức như thế, thì cần gì hóa sinh, tham trước thân mà không thủ chứng Niết Bàn? Đáp, có hai nhân duyên nên chư Phật là báu ở giữa chúng sanh, vì chúng sanh muốn cúng dường không chán. Vì bản nguyện độ sinh tịnh Phật độ chưa tròn, Bồ Tát ấy do lực phương tiện, phước đức nên thường không xa lìa chư Phật.